Hello 500 anh em. À, bữa nay lên cho anh em thêm một con G2500 nha. Con này của hãng VinWatt nha. Con này đặc biệt là tua cao, tỉa cành cắt nhánh, xài gia đình ok. Nguyên riêng nguyên bản. Đó, anh em dọn sơ nha. Con này hàng khá đẹp. G2500 của hãng Komatsu nha anh em. Hàng này hàng Nhật nha. Đó. Quá đẹp. Con G này anh em nào mà có xài rồi thì bảo đảm rất là khoái nha, tại vì nó rất lẹ tua. Đó, để em quay tình trạng cho anh em xem nha. Con này là nó G2500T, sinh năm 2004 nha, tháng 1 2004 đây. Tháng 1 2004. Thấy rồi, chá rồi, chá quá trời chá rồi. Thôi để em đọc luôn cho. Tháng 1 năm 2004. Đó, con này nặng 2,6 kg nha anh em. Nặng 2,6 kg anh em dòm nè. Ồ, quá trời. Cộng dây giật là vàng ôm luôn nha anh em. Con này đặc biệt cái là cây lam nó hơi chốc nhẹ tí nè. Nhưng mà cộng sên này là chưa xài nha anh em. Cộng sên này là của Rin nguyên bản của Nhật nha, chưa xài. Cái này em nghĩ là nó thay rồi nó bỏ luôn nè. Đó, con này made in Japan nha. Dòng G này là Japan không đó, nó của Nhật đó. Đó. Chụp nó nè. Wow, con này hàng rất ít ăn xăng nha anh em. Nhạy nổ nữa. Rồi để em vô tiếng nổ cho anh em xem luôn nha. Anh em nào cần cái việc liên hệ em. Bao lam, đồ mẫu ghi, giũa rồi đầy đủ nha. Anh em nào mua thì cọc giùm em 300 hoặc 500 nha. Nhận hàng test nổ rồi thanh toán. Đó. Còn anh em nào mà mua mà không cọc thì thôi em không gửi hàng nha. Nói thẳng là vậy luôn đi, đỡ anh em đỡ mít lòng. Anh em nào mua hàng không cọc thì xem chơi cũng được nữa. Đó, chứ em làm ăn đó giờ uy tín. Bán bên Zalo, bán bên YouTube, bán bên Facebook luôn nha anh em. Facebook em bán mạnh lắm nha. Đó. Anh em nào mà trên Facebook thì cứ việc hỏi Quắn Vĩnh Long, Peter Quắn. Đó. Thì sẽ có nhiều người biết nha. Không có nổ đâu. Rồi, xin qua tiếp nổ cho anh em xem nha. Anh em nào mà mua hàng mà sợ không cọc, sợ lừa đảo thì thôi, xem chơi rồi cũng được đó. Test nổ ra nhất lam đầy đủ mà ta, nhất riêng nó còn luôn á, nó trắng phiu, còn đầy bình nhất riêng luôn nè. Nó bị nghẹt nhất lam hồi, để hồi em chỉnh lại nha. Rồi anh em nào kết thì cứ việc liên hệ em nha. G2500 VinWatt nha. Con này tình trạng nó mới nè anh em dòm nè. Em bán đồ là riêng nguyên bản nha, không có thay thế bất cứ món gì hết đó. Bán là giá cao nhưng mà hàng phải chất. Kết con này thì cái việc liên hệ inbox cho em nha. Zalo 092 678 4940 nha. Em có để trên bài sẵn luôn đó. Bất cứ bài nào cũng có để số điện thoại hết để anh em tiện liên lạc nha. Rồi em kết thúc video ngay tại đây. Chào anh em, chúc anh em chút nữa thôi, không bữa nay giờ không chút nữa. Chúc hoài anh em chữa chết. Rồi cảm ơn anh em đã xem video của em nha.